Trung Cộng đang thu cuộc chiến tranh lạnh mới do Phạm Nguyên Trường Dịch. Tác giả Min Sin Pei, Bùi Mẫn Hân là giáo sư về quản trị tại Claremont McKenna College và là tác giả cuốn tư bản thân hữu Trung Cộng. Khác với Liên Xô, các nhà lãnh đạo Trung Cộng nhận ra rằng thành tích kinh tế là điều kiện cần cho tính chính danh. Tuy nhiên, tương tự như Liên Xô, Trung Cộng đang chi quá nhiều tiền cho một vài người bạn mà chẳng thu được bao nhiêu, trong khi ngày càng lúng sâu vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Quân giải phóng nhân dân Trung Cộng. Khi Xô Viết nổ tung năm 1991, tìm hiểu lý do của việc này trở thành nỗi ám ảnh của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Các cơ quan nghiên cứu của chính phủ được giao phó nhiệm vụ này, đổ nhiều tội lỗi lên đầu Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo theo đường lối cải cách không tàn nhẫn đến mức có thể giữ được Liên Xô. Nhưng các nhà lãnh đạo Trung Cộng cũng làm rõ được những yếu tố quan trọng khác mà dường như không phải tất cả các nhà lãnh đạo Trung Cộng hiện nay đều để tâm tới chắc chắn là Đảng Cộng sản Trung Cộng đã dành hết tâm trí cho bài học quan trọng đầu tiên. Thành tích kinh tế cao là điều cần cho tính chính danh. Và việc Đảng Cộng sản Trung Cộng tập trung toàn lực vào việc thúc đẩy tăng trưởng GDP trong mấy thập kỷ qua đã mang lại phép màu kinh tế. Với thu nhập bình quân đầu người nhảy vọt từ 333 Mỹ Kim năm 1991 lên 7.329 Mỹ Kim vào năm ngoái, đây là lý do quan trọng duy nhất giúp đảng cộng sản trung cộng tiếp tục nắm được quyền lực nhưng việc giám sát nền kinh tế đang trì trệ hầu như không phải là sai lầm duy nhất mà các nhà lãnh đạo liên xô đã mắc phải họ cũng bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và không thể thắng được với mỹ và trở thành nạn nhân của việc vương bằng tay đế quốc chủ nghĩa ra quá xa họ ném tiền và nguồn lực cho các chế độ chẳng có mấy giá trị về mặt chiến lược và được coi là thường xuyên kém cỏi trong lĩnh vực quản lý kinh tế vào lúc Trung Cộng tham gia chiến tranh lạnh với Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Cộng dường như đang lặp lại những sai lầm thảm khốc tương tự như Liên Xô đã từng mắc. Mới nhìn dường như Trung Cộng không thực sự tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Nói cho cùng, ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Cộng trong năm nay, khoảng 175 tỷ Mỹ Kim, chỉ bằng 1 phần tư ngân sách 700 tỷ Mỹ Kim, đã được Quốc hội Mỹ phê chuẩn như người ta tính rằng chi tiêu quân sự thực tế của Trung Cộng cao hơn hẳn ngân sách chính thức theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm Stockholm International Peace Research Institute năm ngoái Trung Cộng chi cho quân đội khoảng 228 tỷ Mỹ kim tức khoảng 150% con số chính thức là 151 tỷ Mỹ kim vấn đề không phải là số tiền Trung Cộng chi cho súng đạn mà là sự gia tăng liên tục các khoản chi tiêu cho quân đội có nghĩa là đất nước này sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến tranh tiêu hao lâu dài với Mỹ. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Cộng không thể tạo ra những nguồn lực đủ sức chịu đựng được khoảng chi cần thiết để giành chiến thắng trên mặt trận này. Nếu Trung Cộng có mô hình tăng trưởng bền vững, tức là có nền tảng của nền kinh tế hiệu quả cao thì nước này có thể đủ khả năng theo đuổi cuộc chạy đua vũ trang có mức độ với Mỹ, nhưng họ cũng không có mô hình như thế ở cấp bậc vĩ mô, tăng trưởng của trung cộng tiếp tục giảm, đó là dân số già đi nhanh chóng, nợ cao, rủi ro về thanh khoản và cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động đang leo thang. Tất cả những điều vừa nói sẽ làm cạn kiệt nguồn lực có giới hạn của Đảng Cộng sản Trung cộng. Ví dụ khi tỷ lệ người già sống phụ thuộc vào con cái và xã hội gia tăng thì chi phí y tế và lương hưu cũng sẽ tăng. Hơn nữa trong khi kinh tế Trung cộng có thể hiệu quả hơn hẳn kinh tế Liên Xô, nhưng không thể hiệu quả hơn Mỹ. Lý do chính là ảnh hưởng lâu dài của các doanh nghiệp nhà nước của Trung Cộng, chiếm một nửa tổng tín dụng ngân hàng nhà nước nhưng chỉ đóng góp 20% giá trị gia tăng và việc làm mà thôi. Vấn đề của Đảng Cộng sản Trung Cộng là doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì chính quyền độc đảng vì những doanh nghiệp này được sử dụng vừa như biện pháp tưởng thưởng cho những người trung thành, vừa tạo điều kiện cho chính phủ can thiệp nhân danh các mục tiêu kinh tế vĩ mô của nhà nước. Loại bỏ những công ty còng kênh và không hiệu quả này là tự sát về chính trị. Nhưng bảo vệ những công ty này có thể chỉ làm chậm cái mà không thể tránh khỏi. Vì càng cho phép công ty này bòn rút những nguồn tài nguyên khan hiếm ra khỏi nền kinh tế, thì cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ sẽ càng trở thành gánh nặng và thách thức đối với đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ càng lớn thêm. Chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Trung Cộng, tác giả Minxin Pei, do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Bài học thứ hai là các nhà lãnh đạo Trung Cộng đã không đánh giá một cách thỏa đáng là cần phải tránh, không được vương bằng tay đế quốc ra quá xa, khoảng một thập kỷ trước, với thẳng dư thương mại quá lớn, dư thừa quá nhiều tiền mặt chính phủ Trung Cộng bắt đầu có những cam kết rất tốn kém với nước ngoài và trợ cấp cho các đồng minh chỉ biết ăn mà không biết làm. Hành động phô trương đầu tiên là sáng kiến một vành đai và một con đường, BRI, chương trình trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim, tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển do Trung Cộng tài trợ. Mặc dù đã có những dấu hiệu là sẽ có rắc rối, cái này cùng với kinh nghiệm của Liên Xô, đáng lẽ Cộng sản Trung Cộng phải tạm dừng nhưng dường như Trung Cộng quyết tâm đẩy nhanh chương trình một vành đai, một con đường. Các nhà lãnh đạo coi đây là một trong những trụ cột của chiến lược vĩ đại mới của mình. Ví dụ thậm chí còn nghiêm trọng hơn về bàn tay đế quốc vương xa quá xa là những khoản nợ giúp hào phóng của Trung Cộng cho các nước, từ Campuchia tới Venezuela, rồi Nga mang lại quá ít lời lọc. Theo số liệu của Ed Data ở Đại học William và Mary, College of William and Mary từ năm 2000 đến năm 2014, Campuchia, Cameroon, Côte d'Ivoire, Cuba, Ethiopia và Zimbabwe đã được trung cộng tài trợ hoặc cho vay với lãi suất thấp tổng cộng 24.4 tỷ Mỹ kim. Cũng trong giai đoạn này, Angola, Lào, Pakistan, Nga, Turkmenistan và Venezuela đã nhận được 98.2 tỷ Mỹ kim. Hiện nay, Trung Cộng đã cam kết sẽ cung cấp 62 tỷ Mỹ Kim cho các khoản vai dự án hành lang kinh tế Trung Cộng, Pakistan. Chương trình này sẽ giúp Pakistan đối đầu với cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán đang hiện ra ở phía trước. Nhưng nó cũng sẽ làm cạn kiệt kho bạc của chính phủ Trung Cộng. Đúng vào lúc chủ nghĩa bảo hộ thương mại có thể dẫn tới nguy cơ là họ không thể có tiền bổ sung vào ngân quỹ. Tương tự như Liên Xô, Trung Cộng đang chi quá nhiều tiền cho một vài người bạn mà chẳng thu được bao nhiêu trong khi ngày càng lúng sâu vào cuộc chạy đua vũ trang với mỹ chiến tranh lạnh trung mỹ chỉ vừa mới được khởi sự nhưng trung cộng đã đi theo hướng thua